Chưa đầy 20 phút là mình đã có được một dĩa gỏi xoài trộn tung tích, siêu thơm ngon và lạ miệng. Món này mà lai rai là một dĩa không đủ đâu. Bịch tôm tích này là đợt vừa rồi mình đi Cần Giờ được một người quen cho. Loại khô này Nhung cũng mới nghe lần đầu nên thử trộn với xoài xem vị có hợp nhau không. Khô mỏng mỏng vậy chiên nhanh lắm mấy bạn, một xíu là vàng giòn hai mặt rồi. Để Nhung thử ăn không trước xem khô này vị như thế nào hen. Đầu tiên là nó sẽ có cái vị mặn nhiều, nhưng mà mình nhai từ từ á thì cái thịt của tôm tích á nó sẽ có cái vị ngọt đó mấy bạn. Thôi Nhung tranh thủ làm lẹ lẹ chứ không đứng ăn hoài á là dĩa khô lát nữa không có mà trộn gỏi luôn. Pha nước trộn gỏi của Nhung 2 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng tương ớt và 1 muỗng nước tắc. Chén nước mắm này á Nhung sẽ không cho hết mà mình sẽ cho từ từ, nêm đến khi dĩa gỏi của mình vừa ăn á là được. Nhung dùng xoài keo để trộn gỏi mà mình thấy á xoài keo trộn gỏi rất là hợp luôn. Vừa có độ giòn mà lại có vị ngọt ngọt chua chua nữa. Gỏi xoài mấy bạn nhớ trộn nhanh tay nha, để trộn lâu quá thì nó sẽ ra nước á. Đặc biệt gỏi trộn xong á là phải ăn liền á thì nó mới ngon được. Nhung thấy mỗi loại khô trộn với gỏi sẽ có một hương vị khác nhau, mấy bạn có thể thử loại này hen.